Đến hơn 9 giờ ngày 26 tháng 6, hiện trường xe container gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục, khiến tuyến đường huyết mạch DT743 đoạn qua ngã 6 An Phú Bình Dương bị ùn ứ kéo dài. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe container chạy trên đường DT743 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi đến gần đèn tín hiệu tại ngã 6 An Phú thì gặp sự cố khiến xe phải dừng lại để khắc phục. Cùng thời điểm này, nhiều xe từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về Bình Dương khiến đoạn đường ùn ứ kéo dài. Dòng xe tải, xe container nối đuôi nhau nhích từng chút một, xe máy phải len lỏi bên dòng xe ô tô. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, tình trạng ùn ứ vẫn chưa được cải thiện. Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây từ 7 giờ đến 10 giờ sáng trên đường DT743, đoạn qua ngã 6 An Phú thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Người dân kiến nghị cần có lực lượng chức năng thường xuyên điều tiết giao thông qua đây, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn và DT743 để cải thiện tình trạng giao thông tại đây.